Ăn chuối có tác dụng gì? Ăn chuối nhiều có béo không? Chuối là một trong những loại quả vô cùng phổ biến ở Việt Nam. Bạn chỉ cần ra chợ, siêu thị, mua được một nải chuối là khá dễ dàng. Quả chuối cũng rất dễ ăn và đặc biệt được người phương Tây rất ưa thích. Nên việc ăn một quả chuối mỗi ngày chẳng những không hề tốn kém, dễ tìm mà còn đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể của bạn. Vậy lợi ích về sức khỏe mà chuối mang lại là những gì? Tác dụng đầu tiên có thể nhiều người chưa biết, chuối giúp duy trì vóc dáng và giảm cân, ổn định lượng đường huyết. Trung bình một quả chuối cung cấp khoảng 100 calo, nhưng có đến 12% là chất xơ. Hàm lượng lớn chất xơ mang cấu trúc dạng xốp là các pectin. Ngoài ra, chuối chưa chín còn chứa kháng tinh bột. Trên thực tế, kháng tinh bột và pectin đều là những chất có thể làm giảm lượng đường máu sau bữa ăn và giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tốt cho những người bị tiểu đường hoặc người muốn giảm cân. Chuối giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Hàm lượng lớn chất xơ trong chuối có tác dụng tốt cho người bị táo bón, các bệnh về tiêu hóa. Ngoài ra, loại quả này còn hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, trào ngược dạ dày. Chuối giúp duy trì huyết áp, tốt cho tim mạch. Bạn không thể không nhắc tới, chuối là thực phẩm giàu kali nhất. Một quả chuối trung bình cung cấp tới 400mg kali. Việc cung cấp đủ kali giúp cho tim mạch hoạt động tốt, đảm bảo nhịp tim và huyết áp ở mức bình thường. Ngoài ra còn vô vàn lợi ích khác như giúp chống oxy hóa, hỗ trợ lành vết thương, tăng cường sức đề kháng. Ăn chuối có béo không? Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày? Trung bình một quả chuối chỉ có 100 calo nhưng lại chứa hàm lượng lớn carbon hydrate, chất xơ lành mạnh, kali, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa. Với những thành phần tự nhiên như trên, chuối không thể tạo mỡ, không thể khiến bạn tăng cân hay mập lên được. Thậm chí việc ăn chuối đúng cách còn giúp bạn đốt mỡ, giảm cân, săn chắc cơ bắp hiệu quả. Theo các khuyến cáo thì chúng ta chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày là đủ. Ăn quá nhiều chuối sẽ gây ra tình trạng dư thừa, dẫn đến rối loạn vitamin và khoáng chất. Cụ thể là, việc ăn quá nhiều chuối gây tăng vitamin B6, kali máu, các axit amin khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, tê bì chân tay, nhịp tim bất thường và có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác. Ăn chuối xanh luộc có tác dụng giảm cân, nên hay không? Trên mạng Internet có đưa thông tin, ăn chuối xanh luộc có thể giảm được 11kg trong vòng 2 tuần. Hiện chị em vẫn chuyển nhau. Lương y Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y quận Ba Đình, thành phố Hà Nội chia sẻ. Trong Đông y, chuối xanh có vị chát, giúp giảm cân, giảm táo bón, giảm cảm giác thèm ăn, phòng ngừa tiểu đường, giúp tiêu hóa tốt, phòng ung thư. Về mặt giảm cân, hàm lượng chất xơ cao trong chuối xanh có khả năng làm sạch ruột, loại bỏ các tế bào chất béo không mong muốn và các tạp chất ra khỏi cơ thể. Vì vậy, ăn chuối xanh giúp bạn giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, lương y Bùi Hồng Minh cũng nhấn mạnh, chúng ta chỉ được sử dụng chuối xanh trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng 5 ngày cho một đợt điều trị, không nên kéo dài vì sẽ phản tác dụng, nhất là gây táo bón khó chữa. Như vậy là bạn có thể sử dụng chuối xanh luộc để giảm cân nhưng không được lạm dụng. Chiến lược giảm cân bền vững sẽ trở nên vô tác dụng nếu bạn không duy trì chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.